về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Chào mừng tất cả các em quay trở lại với bài học ngày hôm nay. Ở bài trước, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu và hoàn thiện các kiến thức ở bài số 3, ký, hồi ký và du ký. Để tiếp nối với chuỗi kiến thức ngữ văn, hôm nay cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trong bài số 4, văn bản nghị luận văn học. Đầu tiên, trước khi đi tìm hiểu các kiến thức và nội dung chính, chúng ta cần phải nắm được những yêu cầu cần đạt và kiến thức ngữ văn. Phần thứ nhất, đó là yêu cầu cần đạt. Ở trong phần này, đầu tiên các em cần phải nhận biết được một số yếu tố hình thức, đó là ý kiến, lý lẽ, bằng chứng. Về nội dung thì trong đó có đề tài, vấn đề tư tưởng, ý nghĩa của các văn bản nghị luận văn học. Sau khi nhận biết được một số yếu tố hình thức và nội dung, phần tiếp theo chúng ta cần phải vận dụng các hiểu biết về nghĩa của một số thành ngữ thông dụng và dấu chấm phẩy vào đọc hiểu, viết, nói, nghe có hiệu quả. Sau đó chúng ta cần phải viết đoạn văn ghi lại những cảm xúc khi đọc một bài thơ lục bát, đồng thời biết trình bày ý kiến về một vấn đề. Đồng thời qua đó chúng ta cần phải có thái độ ham tìm hiểu và yêu thích văn học. Sau khi tìm hiểu xong những yêu cầu cần đạt ở bài số 4, phần thứ hai đó là những kiến thức ngữ văn. Kiến thức ngữ văn đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu đó là về văn bản nghị luận. Văn bản nghị luận là loại văn bản nhằm thuyết phục người đọc, người nghe về một vấn đề nào đó. Ví dụ, bài thơ này rất hay hoặc cần phải trồng nhiều cây xanh. Để thuyết phục, người nói, người viết phải nêu lên được ý kiến, quan điểm của mình, sau đó dùng lý lẽ và các bằng chứng cụ thể làm sáng tỏ ý kiến ấy. Nghị luận văn học là văn bản nghị luận bàn về các vấn đề văn học. Kiến thức ngữ văn thứ hai đó là ý kiến, lý lẽ và bằng chứng. Ý kiến thường là một nhận xét mang tính khẳng định hoặc phủ định, ví dụ như Nguyên Hồng thực sự là nhà văn của Nhân dân lao động, hoặc không được săn bắt động vật hoang dã. Ý kiến của văn bản nghị luận thường nêu ở nhan đề hoặc mở đầu bài viết. Thứ hai, về lý lẽ. Lý lẽ thường tập trung nêu nguyên nhân, trả lời các câu hỏi vì sao, do đâu. Ví dụ như, vì sao thánh gióng là chuyện truyền thuyết? Do đâu nước ngọt ngày càng khan hiếm? Thứ ba là về bằng chứng hay còn gọi là dẫn chứng, thường là các hiện tượng, số liệu cụ thể nhằm minh họa và làm sáng tỏ cho lý lẽ. Kiến thức ngữ văn thứ ba đó là về thành ngữ. Thành ngữ là những cụm từ cố định quen dùng, thường ngắn gọn và có hình ảnh. Ví dụ như khỏe như voi, chậm như rùa, một cổ hai tròng, vân vân. Và việc sử dụng thành ngữ sẽ giúp cho lời ăn tiếng nói trở nên sinh động và có tính biểu cảm cao. Kiến thức ngữ văn thứ tư đó là về dấu chấm phẩy. Dấu chấm phẩy thì có rất nhiều công dụng, bài học này chỉ đề cập công dụng sau. Dấu chấm phẩy dùng để đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp, ví dụ như những bí quyết để sống lâu, từ, nhân đức, phúc hậu, kiệm, chừng mực, hòa, vui vẻ, khoan dung, tĩnh, điềm đạm, không nóng nảy. Đây là ngạn ngữ của phương Đông. Trên đây là phần yêu cầu cần đạt và kiến thức ngữ văn của bài số 4, văn bản nghị luận văn học. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo của bài số 4. Khóa học viên rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.